bỏ bao nhiêu thời gian và công sức đây, du lịch đây. Ủa mọi người có xem dự báo thời tiết trước khi đi không vậy? Hành trình rực rỡ đây, trời nắng khô ráo đi. Thôi đây, nói cho anh em mình phải có một tấm hình để gọi là kỷ niệm nha. Đúng rồi anh, cỡ nào cũng phải chơi tới bến thôi, đúng không? Giờ mưa thì mưa, mấy chơi thì chơi. Em biết tao rằng giống các mẹ được không? Giờ làm gì, giờ làm gì, chụp hình kỷ niệm đúng không? Chụp cùng nhóm bạn đúng không? 2, 3. Vui mặt vui, mặt vui, mặt vui. Dân chơi không sợ gì. Chơi. Dân chơi không sợ. Chơi. Chơi chơi. Rồi, lên ghe mà chụp tấm cho đẹp. Lên ghe chụp tấm cho đẹp. Tấm lên trước đi. Đi. Lên ghe. Rồi, tạo dáng này, tạo dáng. Nhìn vô. Cái lá chị em, lá chị em. Nhìn vô nè. Nhìn vô nè, cái lá này. Đó. Dân chơi không sợ. Dân chơi không sợ. Hôm nay chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, chúng ta chào đón hai khách mời đó là Châu Bùi và Linh Như Lan Ngọc. Dạ. Rồi bây giờ mời Linh Như Vũ Lâm, chúng ta sẽ trình bày sơ nói chuyện các món ăn chương trình đó. Dạ thưa anh, đây là những cái món ăn rất là dân dã cũng như là đặc sản ở quê hương. Ừ. Thì đây chính là món ram tôm. Đúng rồi. Trong đây gồm có tôm và có bánh tráng cuốn lại, và nhiệm vụ của mình là cuốn và chấm vào cái đây chấm vào đây và thưởng thức thôi. Cái đó gì vậy? Cái đây là nước sốt đặc trưng của Bình Định. Rồi món này, món này xin mời chia sẻ nói phụ em đi tại vì em nói nhiều quá em bị xin mời cho Bùi. Vâng. Món nào hả? Món này à vâng. Không biết. Bé thẳng được á, em không biết là nó không biết liền. Em biết. Rồi, món này tên là món bánh cuốn Tây Sơn. Wow. Trong đây gồm những loại gì em ơi? Trong đây gồm có rất nhiều loại chả và nem lủng củng và lủng củng. Sau đấy ta sẽ cuốn lại với nhau như là gỏi cuốn, nhưng ở đây người ta lại gọi là bánh cuốn. Wow. Bánh cuốn Tây Sơn. Xin mời chị Như Thế Ngọc mô tả. Chị Như Thế Ngọc mô tả. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xin mời chị Như Thế Ngọc mô tả cái món ở giữa là món gì ạ? Ủa kêu chị Linh Dương Lan Ngọc à? Đang muốn lịch sự văn hội nghị một tí mà. Cái gì vậy? Sao á? Đổi cách vậy? Đổi cách. Anh ơi, làm hở cái là anh ơi. Vâng, xin mời chị Như Lan Ngọc mô tả món ăn ở giữa à. Vâng. Kính thưa mọi người có thể tập trung vào cái dĩa ở giữa thì chúng ta có thể thấy được một chú gà. Khoảng... Tại sao biết mình là chú ạ? Mà không phải là... Tại vì có gà... Thôi ăn đi, ăn đi. Quá mệt mỏi. Nói chung là đây những món dân dã. Dạ. Dân dã của bà con Bình Định mình, đây có cái suối nè. Dạ. Ở đây có miếng nè, Ngân, hãy trình bày những miếng thêm nào. Dạ, em xin được suy đoán đây là miếng ăn với nước súp ở đó. Đúng rồi. Và đây chính là miếng khô vi phong. Và mình ăn rất là tiện lợi. Nên em đang muốn mong đợi là mình ăn thử món này, tại vì em chưa ăn thử miếng vi phong. Trời mưa, ăn cái này ấm bụng. Mà em nghe nói mà ngon lắm. Rồi, thử thức đi. Rồi, bây giờ đề nghị Ninh Như Lập nhả mấy cái chén ra. Nhả mấy đôi đũa ra cho. Có 3 cái à. Em khách mời nên để mọi người yêu thương nha. Xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Xin mời. Xin mời. Wow. Đó. Chạy quá, để vô trong. Để lên sôi. Rửa lên sôi ngon. Wow. Lan Ngọc ra lăng quá kìa. Bé em tôi đó mọi người. Ninh Như Lan Ngọc. Wow. Nhà ở quận 9, biệt thự sát bờ sông. Wow. Vẫn là một lối về cô đơn. Anh Giang. Nhỏ này bao nhiêu ngày không gặp lại à. Cái gì mà cay đắng là nói chứ Lâm dạ đưa cho tôi ăn hết à. Ai ăn miếng Lâm gấp miếng cho. Ai ăn miếng cho tôi lên. Ăn miếng là có mạng miếng hay sao? Dạ mạng miếng, ai mà ít miếng quăng miếng đây. Để ăn nhiều vô không? Đưa đây. Ủa gì vậy? Anh Lâm. Em ơi cái xương mà em làm cái gì vậy Ngọc? Anh Giang. Gì? Nó cầm xương đó anh Lâm ăn miếng mà nó hất hất vậy anh. Mới tái vô mặt anh rồi. Trời ơi con bé này. Trời ơi! Nguy hiểm quá! Sao mà có hai cái tâm đâm vô con gà? Ủa? Sao mà đang kêu là hả? Nói ra thì có người đỡ miếng cho. Chụp cái miếng kìa, có hai cái tâm cho con gà kìa, chụp. Chụp liền. Anh không cứu em. Sao vụ gì nói lại coi? Nguy hiểm quá! Wow!
anh không cứu bé anh chết tội nghiệp đó anh ơi. Kiếm cứu chị. Dạ. Tại sao vậy? Sao người cứu chị đau ra rồi không sao hết, chẳng mơ nghe. Ăn gì á? Ăn gì á? Dạ chưa, em đang thử anh ơi. Mà cái gì á? Miếng miếng gì? Đây là miếng vi phong. Mà đây là miếng khô, rất là tiện lợi à. Ăn vô nó dai dai, nó ngon ngon. Wow, quá đã. Đây là chưa ăn đẹp đúng rồi. Cho thử miếng chứ. Đau lắm, đau lắm. Em có tưởng là miếng tươi không á, bởi vì nó khi mà mình luộc ra nó rất là mềm, đúng không? Dai, thật sự mềm mềm, ngon, dễ nuốt. Không bị bở. Đúng, không bị cứng nữa, không dai quá, không mềm quá. Phải không? Phải, tuyệt vời anh ơi. Được. Anh đi, anh làm cho chén nữa. Vậy đó hả, đang ăn nè anh. Cho em xin một miếng nước lèo để em có thể ăn chung với anh được. Đây, anh làm cho. Dạ, em cảm ơn anh. Ngày bình thường mình ngán cơm quá thì cái này là cái lựa chọn tốt nhất cho chị em nội trợ nha. Dai nhưng mà khi mà mình ăn ốc, mình chế nước vô là dễ căng. Tuyệt vời em. Ủa là mọi người có bao giờ mà đi một hành trình mà cực khổ như vậy chưa? Mưa gió. Mới bữa trước lắm. Từ lúc em mới khổ á. Anh ơi, ráng cho em order một cuốn nữa. Kim ơi, order một cuốn. Để em. Ủa anh Giang ơi, mưa như vậy thì chút rồi mình sẽ đi đâu? Lát là tụi anh đi rồi em ở lại nha. Dọn dẹp hả? Anh mệt mỏi với em quá Ngọc ơi. Mọi người ơi. Sao? Đây chính là chiếc cuốn mà Negip đã tặng cho em. À. Mọi người thấy đẹp không? Đẹp, đẹp. Nó vừa mập, nó vừa vỡ. Đây là những cái miếng rớt mà Negip cuốn lại, nó gửi cho em. Vậy đó thiệt nha, từ bữa đến giờ là Negip chưa có cuốn đồ ăn cho ai, em là người tiên. Wow, đây là một tấm lòng. Tại sao không nhờ dạy trợ vậy? Chị em trong nhà không biết nữa. Chị em luôn luôn bênh vực nhưng chưa được một cuốn nào. Gái vô mới có mấy tiếng đồng hồ mà hả, dạy gái vậy rồi. Đó, nó chỉ xin em một cuốn mà thì em cho đúng không một bây cuốn giờ luôn. Thêm 6 cuốn nữa cho anh chị nữa. Ổn quá, ăn cơm ổn. Người già neo đơn. Người già neo đơn mà chơi á. Nãy cho cục xương này không ăn, giờ tự lụm xương ra đó ăn. Ngộ vậy. Ngon quá đó. Có ngon. Tả mạng. Tả mạng. Tiếng người không có, không có tiếng mưa không. Không nghe gì vậy. Đẹp trai không có ăn hàm hồ vậy, đứng giữ nguyên khẩu hình vậy. Ăn uống gì kì vậy. Ban đầu thì giữ hình ảnh đồ ghê lắm. Quá trời mọi người. Giờ tóc hả? Tóc sao? Giờ đó tóc đó là chỉnh từng cộng. Hư tóc. Hư tóc mà giờ bù xù rồi, nó xà xuống rồi. Giờ hư nết hả? Hư cái nết, hư cái tóc luôn. Giữ ban trình vậy mà trời mưa vậy. Trong cái chờ hết mưa, tới tối vẫn quên. Nghệ sĩ thích lắm á. Đi qua chương trình mà nghệ sĩ toàn ăn, không nói chuyện không vui. Chắc ăn giải thích lắm á. Thôi ơi, có ai đỡ giùm cho anh Giang không? Không, tại em cứu anh nuôi. Tự qua miếng khó quá. Mọi người hết chưa? Ăn xong hết chưa? Xong hết rồi. Ăn xong hết rồi đúng không? Đúng. Dạ. Ăn đi em, ăn cho no đi. Thôi thì chúng ta ăn no rồi thì chúng ta sẽ tập trung lại để chuẩn bị cùng với các anh em trong đoàn mình sẽ di chuyển tới một chỗ mới. Dạ. Chưa biết là chỗ nào nhưng mà hy vọng là trời sẽ khô ráo. Dạ. Yeah. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Mì khay vi phong càng ăn càng dính.